Tôi đã rất sợ hãi khi xem bộ phim này. Bộ phim đã càn quét khắp Đông Nam Á ngay khi ra mắt, làm mới hoàn toàn nhận thức của biên tập về phim kinh dị. Nó được chuyển thể từ câu chuyện ma quỷ nổi tiếng của địa phương. Đó chính là bộ phim kinh dị của Indonesia ra mắt năm 2024 Giang. Lưu ý bộ phim này thực sự khá đáng sợ. Hãy tắt bạn bè, người yêu vào cùng xem nhé. Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh ở Kalimantan. Theo phong tục dân gian địa phương, họ sẽ treo những chiếc quan tài lộn ngược trên cây. Nhưng lâu dần, những thứ bên trong quan tài sẽ bị nhiễm tà khí, khiến chúng thường xuyên tự động ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Bimo vào ngày đầu tiên nhận chứng chỉ giáo viên đã tình cờ được phân công đến nơi này. Tuy nhiên khi vợ chồng anh trên đường đến nơi làm việc, vợ anh là Ziatun đang ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, thì đột nhiên có một cái đầu xuất hiện ngoài cửa sổ xe. Nhiều năm qua gặp tình trạng kinh nguyệt không đều thì vào lúc này như khỏi hẳn. Trong lòng cô không ngừng tự an ủi bản thân, tất cả những gì vừa xảy ra chắc chắn là ảo giác. Nhưng ngay lúc đó, một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên chiếu vào mặt. Ziatun từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ cái đầu người đó lại xuất hiện một lần nữa. Nhìn cái đầu biến mất, cô cuối cùng cũng xác định được cảnh tượng vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác. Vì vậy cô vội vàng gọi chồng dậy. Nhưng điều không ngờ tới là trong xe chỉ có mình cô nhìn thấy cái đầu người đó. Có lẽ vì quá căng thẳng, Ziatun đột nhiên cảm thấy choáng váng, vội vàng xuống xe nôn mửa. Nhìn Ziatun khó chịu như vậy, Bimo cảm thấy xót cho vợ. Tuy nhiên ngay lúc đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra, bụi cây bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng xào xạc. Hai vợ chồng vội vàng gọi hai người còn lại đến kiểm tra, nhưng không ngờ một chiếc quan tài đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mọi người thấy vậy đều sững sờ tại chỗ, lập tức quay lại xe chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên lúc này chiếc xe như bị ma ám, hoàn toàn không thể khởi động được. Giây tiếp theo người lái xe dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Bimo có mang theo trứng gà hoặc gạo nếp không. Bimo nghe xong liền lấy ra một túi trứng gà. Sau khi người lái xe ném chúng ra cạnh quan tài, chiếc xe cũng lập tức khởi động được. Nhưng sau khi mọi người rời đi, chiếc quan tài lại tự động hé mở một khe hở. Một bàn tay ma quái thò ra từ bên trong lấy đi những quả trứng. Sáng sớm hôm sau, người đàn ông tên Ti dẫn theo đồng nghiệp đến. Mọi người chào hỏi nhau vài câu, sau đó lên thuyền nhỏ, bắt đầu hành trình đến làng. Tuy nhiên ngay khi hai người vừa đến đầu làng, Ti lại chỉ tay về hướng trường học, rồi quay người bỏ đi với ánh mắt lảng tránh. Hai vợ chồng tuy rất nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi hai người đi qua một khu rừng, đột nhiên phát hiện có rất nhiều quan tài treo lơ lửng trên ngọn cây. Cảnh tượng âm u tĩnh mịch như vậy khiến hai người không khỏi dựng tóc gáy. May mắn thay sau khi đi qua khu rừng cũng đến được trường học, hiệu trưởng nhiệt tình tiếp đón họ, sau đó dẫn hai người đến ký túc xá. Nhìn căn nhà tranh đổ nát trước mặt, hiệu trưởng tỏ vẻ áy náy vì cách đây không lâu làng gặp phải lũ lụt, không chỉ phần lớn dân làng gặp nạn mà còn phá hủy cả hệ thống điện của làng. Tuy nhiên đến bữa tối, hiệu trưởng đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, bởi vì ông ấy không ăn miếng cơm đầu tiên của ông ấy mà lại lấy tay nắm một ít rồi ném thẳng ra cửa. Thấy Bimo và Ziatun nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, ông vội vàng giải thích rằng đây là một phong tục của làng để cảm tạ thiên nhiên đã ban tặng cho họ. Điều này cũng khiến Bimo nhớ đến những chiếc quan tài gặp trên đường, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên không lâu sau khi hiệu trưởng rời đi, Ziatun đang dọn dẹp bát đĩa lại gặp chuyện kỳ lạ. Một quả dưa hấu to bằng bàn tay đang lăn về phía cô. Khi Ziatun tò mò nhặt nó lên, cô không hề chú ý đến một bà lão bí ẩn ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào mình, và bà ta chính là cái đầu bay ngoài cửa sổ xe lúc trước. Đêm đó Bimo và Ziatun đang ngủ say thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng tí tách. Bimo bất đắc dĩ đành phải lấy hết can đảm đi kiểm tra. Đột nhiên một thứ kỳ lạ vụt qua trước mắt, nhưng anh không nhìn rõ đó là cái gì. Vì vậy anh cầm đèn dầu định bước ra khỏi phòng, nhưng ngay sau đó cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ dữ dội. Khi anh mở cửa, bà lão kỳ lạ đó lại đột ngột xuất hiện ở cửa, khiến hai người sợ đến dựng tóc gáy. Ngay sau đó bà ta đi thẳng về phía Ziatun. Cánh tay già nua của bà ta vớt ve bụng Ziatun, miệng không ngừng niệm những câu thần chú kỳ lạ, như thể đang cử hành một nghi lễ nào đó. Tim của hai người như muốn nhảy ra khỏi họng. May mắn thay sau khi niệm xong thần chú, bà ta rời khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, Bimo kể lại chuyện đêm qua cho hiệu trưởng nghe. Ông nói rằng bà lão kia tên là Tambi, là một pháp sư nổi tiếng trong làng. Nhưng kể từ khi con của bà ấy mất tích không rõ lý do, hành động của bà ấy cũng bắt đầu trở nên vô cùng kỳ lạ. Nhưng dù vậy, Tambi cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho người khác. Sau đó hiệu trưởng lại dẫn hai người đến trường. Tuy nhiên kể từ trận lũ lụt đó, cả trường chỉ còn lại 7 học sinh. Nhưng điều Ziatun không ngờ tới là cô vừa viết tên mình lên bảng, khi quay đầu lại, lớp học ban đầu chỉ có 3 người, lúc này lại chật kín vô số học sinh, và họ còn không ngừng gọi tên Ziatun. May mắn thay các bạn học bên dưới đã kịp thời kéo cô ra khỏi ảo giác. Nhìn thấy trước mặt vẫn chỉ có 3 học sinh, Ziatun không khỏi cảm thấy sợ hãi, bởi vì kể từ khi hai người đến làng, những chuyện kỳ lạ bắt đầu liên tiếp xảy ra, từ cái đầu người trôi nổi mà cô nhìn thấy lúc mới khởi hành, vô số quan tài treo lơ lửng trong rừng cây của làng, đến việc hiệu trưởng cúng dường miếng cơm đầu tiên trước bữa ăn, và cả người được gọi là Tambi kia nữa, dường như bà ta luôn theo dõi cô. Quả nhiên ngay sau đó, bà ta lại xuất hiện trong tầm mắt của Ziatun. Vì vậy sau khi về nhà, cô liền kể lại mọi chuyện cho chồng nghe, nhưng anh lại cho rằng đó là do cô quá mệt mỏi nên bị ảo giác. Nhưng Bimo không biết rằng, ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa, Ziatun đã phát hiện một bóng người sau rèm cửa. Sau khi run rẩy vén rèm lên, cô phát hiện cửa sổ đã bị bịt kín mít, không thể nào có ai xuất hiện ở đó. Hôm sau khi Ziatun đang trò chuyện với các học sinh, bà Tambi vẫn đứng ở xa nhìn chằm chằm vào họ.
Ngay sau đó một tiếng hét vang lên trong lớp học, khi mọi người chạy vào thì phát hiện có một học sinh đang bị một thế lực nào đó kéo lên mái nhà, là giáo viên chủ nhiệm. Bimo không nói gì mà vội leo lên. Ngay khi anh thò đầu lên trần nhà, một mùi hôi thối kỳ lạ xộc vào mặt và học sinh kia cũng đã biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, tiếng hét của Ji-a-tun vang lên từ phòng bên cạnh. Học sinh đó đột nhiên xuất hiện trong lớp của Ji-a-tun, liên tục chỉ vào bụng Ji-a-tun rồi tiến lại gần. Ngay sau đó cả hai người như mất hồn, cùng ngất xỉu tại chỗ. Hôm sau đồng nghiệp tìm đến Bimo, họ nói rằng đã nhìn thấy cái đầu lơ lửng hay được gọi là Giang, là một sinh vật cực kỳ xui xẻo ở địa phương. Sau đó họ dẫn Bimo đến nhà Ti, bởi vì ở đây có một pháp sư nổi tiếng tên là Mina. Cô chỉ cần lấy tay vớt ve nhẹ bụng Ji-a-tun đã nói ra được nguyên nhân là Ji-a-tun bị ma ám. Nhưng khi dân làng biết Ji-a-tun mang thai, không những không chúc mừng mà trên mặt còn lộ rõ vẻ kinh hãi, bởi vì nơi đây này luôn lưu truyền một lời tiên tri: chỉ cần có người mang thai từ nơi khác đến làng, người đó sẽ giúp ác quỷ hồi sinh. Sau đó Mina lấy ra vài lá trầu không từ trong túi đưa cho Ti, bảo anh ta ngâm trong nước muối 49 phút. Nhưng không ngờ Ji-a-tun đột nhiên mất ý thức, từ từ cúi đầu xuống và phát ra những tiếng khàn khàn. Sau đó cô bắt đầu tạo ra một tư thế kỳ lạ, bên ngoài cũng dần trở nên tối tăm, và Ji-a-tun lúc này đã bị ác quỷ nhập hoàn toàn. May mắn thay, lúc này sức mạnh của nó chưa lớn, mọi người nhanh chóng hợp sức đè cô xuống sàn. Ngay khi Mina niệm thần chú gia truyền, Ji-a-tun nằm dưới đất cũng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Tiếp theo cô áp tay vào đầu Ji-a-tun và đọc chú gia truyền, sắc mặt Ji-a-tun cũng dần trở lại bình thường. Để ngăn chặn ác quỷ tiếp tục gây hại cho thế gian, dân làng cầm đuốc đến nhà bà Tam Hi. Nhưng khi đến nơi, họ lại phát hiện nhà đã trống không, còn Bimo lo lắng cho vợ con cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn khỏi nơi đây ngay trong đêm. Nhưng đồng nghiệp lại nói với anh rằng lái thuyền ở đây không bao giờ chở khách vào ban đêm, nên chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau mới rời đi được. Tuy nhiên ngay khi hai người chuẩn bị rời đi vào ngày hôm sau, họ lại phát hiện bến thuyền đã chật kín người, bởi vì ở đây đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, nó đã thiêu rụi phương tiện giao thông duy nhất của làng. Ngay sau đó dân làng lần lượt ngã xuống đất đau đớn quằn quại như bị thứ gì đó điều khiển. Khi Bimo quay đầu lại, anh phát hiện vợ mình đã biến mất. Vì vậy Bimo lập tức chạy về trường tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy gì. Ngay khi anh đang hối hận, cô bé bị kéo lên mái nhà lúc trước đột nhiên xuất hiện, rồi chỉ tay vào bụi cây bên cạnh. Khi Bimo đi đến đó, quả nhiên anh đã tìm thấy chiếc khăn lụa của Ji-a-tun, và tại hiện trường còn có một vòng tay không phải của Ji-a-tun, nhưng nó lại trông rất quen thuộc. Sau đó Bimo vội vàng đến nhà Ti. Ti lúc này lại nói rằng tất cả những tai họa này đều là do Bimo và vợ anh gây ra, và ngay từ đầu anh ta đã không muốn họ ở lại đây. Cuối cùng hai người đã lao vào đánh nhau dữ dội. Vào thời khắc quan trọng, Mina và trưởng làng đã kịp đến nơi. Ngay khi mọi người đang trách Bimo quá bốc đồng, anh liền lấy ra chiếc vòng tay trong túi. Nhưng điều không ai ngờ tới là vòng tay của Ti vẫn luôn được cất ở nhà, hoàn toàn không bị mất. Sau đó dưới sự hướng dẫn của Mina, mọi người lần lượt đi vào rừng tìm kiếm Ji-a-tun. Ngay lúc này, một quả cầu lửa xẹt qua bầu trời, Bimo lập tức đuổi theo. Quả nhiên anh đã tìm thấy vợ mình đang hôn mê dưới gốc cây cổ thụ. Để Ji-a-tun có thể tỉnh lại càng sớm càng tốt, Bimo đành nghe theo lời khuyên của Mina để cô ấy ở lại trong phòng để điều trị. Còn những người còn lại thì chạy xe đến nhà bà Tambi. Nhưng ngay khi họ tìm thấy vợ chồng bà Tambi và chuẩn bị ra tay, một lực lượng vô hình đã giữ chặt cả ba người tại chỗ. Thực ra có hai người biết sử dụng thuật tách đầu và thân, một trong đó chính là pháp sư Mina mà họ đang tin tưởng. Sau đó bà Tambi tách đầu và thân ra, bà đến bên cạnh Bimo nói với anh rằng ta mới là người cần bào thai để có thể tái sinh hoàn toàn. Bà vừa dứt lời, trong đầu Bimo liền hiện lên hình ảnh Mina đang chuẩn bị mổ bụng Ji-a-tun, cùng với tiếng hét thảm thiết của bà Tambi, một cái đầu chứa đựng năng lượng khổng lồ bay ra ngoài. Ngay khi Mina định đâm dao găm vào bụng Ji-a-tun, một cái đầu đã húc thẳng vào người ta, khiến ta ngã xuống đất. Đèn dầu bên cạnh cũng vô tình rơi xuống. Khi Bimo lái xe chở cả ba quay trở lại, căn nhà gỗ đã chìm trong biển lửa. Nhưng may mắn thay, Ji-a-tun đã kịp thời thoát ra khỏi nhà gỗ. Sau đó Bimo làm theo lời chỉ dẫn của bà Tambi, tìm thấy phần thân của Mina, anh ném thẳng vào biển lửa, cảm nhận được cơ thể bị thiêu đốt. Mina lập tức chạy về nhà, nhưng trên đường đi lại bị ngã xuống đất vì pháp lực không đủ. Nhìn thấy Mina đang hấp hối, Bimo không chút do dự nhặt hòn đá dưới đất đập thẳng vào tim ta và nghiền nát nó. Sau cùng, để báo đáp ân cứu mạng của mọi người, Bimo và Ji-a-tun quyết định ở lại đây tiếp tục dạy học. Sau đó hiệu trưởng lại nói với họ rằng trưởng làng cũng đã được phát hiện chết thảm trong nhà vào sáng sớm. Có những người tuy bề ngoài trông rất độc ác nhưng nội tâm lại luôn giữ được sự ngây thơ và lương thiện, vì vậy hãy dùng trái tim để nhận ra sự tốt đẹp và xấu xa của một người.